Trong quý 1 năm 2024, Ban chỉ đạo 138 huyện Tứ Kỳ triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, không để phát sinh hình thành điểm nóng về an ninh trật tự. Đặc biệt, tình hình tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm sâu với 28,6% so với cùng kỳ năm trước. 3 tháng đầu năm 2024, các lực lượng chức năng của huyện phát hiện 18 vụ ma túy, khởi tố 18 vụ, 28 bị can, thu giữ 2,634 gam ma túy tổng hợp và heroin. 4 vụ sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển hàng cấm, xử phạt 37 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, phạt tiền hơn 273 triệu đồng. Tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án đạt 91%. Trên địa bàn huyện xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông, làm 4 người chết, 7 người bị thương, tăng 2 vụ, giảm 3 người chết và 4 người bị thương. Lực lượng cảnh sát giao thông xử lý 493 trường hợp vi phạm, tước 136 giấy phép lái xe, tạm giữ 47 phương tiện, phạt tiền hơn 2 tỷ đồng.